Xin chào các bạn, trong video này thì mình sẽ nói về một cái đơn hàng cũng đặc biệt mà khách hàng mà gửi yêu cầu bên mình. Đó chính là những cái phim mà hiện nay rất là đang là thịnh hành trong những cái văn phòng, trong những cái trung tâm thương mại lớn. Phim Rodian chuyển màu. Thì ở đây mẫu khách hàng cung cấp cho bên mình là một cái phim mà chuyển từ màu này là màu trà, từ đậm và chuyển nhạt dần sang trong suốt. Thì ở đây nó có những cái yêu cầu mà cần phải xử lý là thứ nhất là về cái vật liệu. Thì đối với phim dán kính á, thì phải sử dụng vật liệu trong suốt quang học, nó phải trong như kính á. Đó, trong như kính luôn. Nó sẽ khác so với những cái đề can trong thông thường. Đề can thông thường á, thì nó sẽ còn cái độ mờ đục lại, nó sẽ không được nhìn xuyên suốt như là kính. Cái thứ hai là cái việc chuyển màu thì làm sao phải đảm bảo cái độ mịn của màu sắc, là từ cái vùng đậm nhất sang cái vùng trong suốt, độ chuyển nó phải mịn màng như thế này đó. Và những cái vấn đề mà thường hay gặp trong đối với những cái loại sản phẩm này đó chính là những cái vấn đề về màu sắc, là nó sẽ dễ bị loang lổ ra, màu sắc nó sẽ dễ bị lẫn cợn, nó sẽ làm ra những cái hiệu ứng không có đẹp trên cái dòng sản phẩm này. Và thêm một vấn đề nữa là phải đảm bảo những cái kỹ thuật để khi mà bên những cái anh em mà thi công á, dán cái phim này lên kính á, làm sao để trong quá trình mà họ thi công thì họ sẽ dùng những cái dụng cụ dán kính và tiếp xúc trực tiếp lên trên cái mặt in của phim, cho nên làm sao đảm bảo được chất lượng trong quá trình thi công để không bị bay bong tróc mực, để đảm bảo được chất lượng của khách hàng. Thì đối với những cái dòng sản phẩm mà phim dán kính như thế này thì bên mình đã triển khai rất là nhiều rồi. Thì bây giờ mình sẽ show cho các bạn coi những cái mẫu bên mình đã thực hiện. Đối với những cái dòng mà phim dán kính mà chuyển màu thì nó sẽ dễ bị những cái lỗi như thế này, lỗi trong quá trình thi công này, dễ bị bay mực, tróc mực nè, rồi những cái lợn cợn của liệu in ấn đó. Thì bên mình đã khắc phục. Đây là những cái mẫu mà in test bên mình đã in rất là nhiều hiệu ứng khác nhau, và trong quá trình mình xử lý những cái yêu cầu của khách hàng khác nhau thì mình sẽ quay cận lại để các bạn thấy dễ hình dung nè. Thì với vật liệu trong suốt thì các bạn sẽ khó hình dung. Ở đây là cái mí của vật liệu nè. Nó thì so sánh giữa cái bên này là có vật liệu nha, còn bên đây là không có vật liệu nha. Thì các bạn nhìn kỹ đi, nó sẽ rất là trong suốt, cái độ trong suốt của nó rất là cao, mình không phân biệt được cái phần có vật liệu phim và không có vật liệu. Còn về cái phần hiệu ứng thì bên mình đã điều chỉnh cái việc là hiệu ứng nè. Hiệu ứng này là những cái việc hạt này là hạt to, ở đây là mịn nè. Đó, rất là nhiều hiệu ứng khác nhau, các bạn có thể thấy. Về màu sắc á, thì ở đây là một cái màu mình hiệu ứng màu cam thôi. Còn ngoài ra thì có những cái đặc biệt màu đặc thù khác, hoặc là đặc biệt hơn nữa là những cái màu trắng. Thì bên mình cũng điều chỉnh được cái hiệu ứng tương tự. Đây là một cái hiệu ứng mà bên mình test cái màu trắng nè. Màu trắng này là màu trắng thưa này nha các bạn. Rồi màu sắc thì màu sắc cũng là trong suốt, có thể là xuyên sáng qua nè. Đó, ở đây ví dụ như các bạn có thể hình thấy là đây là màu trắng thưa, còn cái phần đường line này là màu trắng đục. Đó. Rồi ở đây là cái phần màu giả lập hiệu ứng của kính mờ từ nhạt sang đậm luôn. Đây. Đây là một cái mẫu test hiệu ứng bên mình đã in test cho bên nhãn hàng Adidas. Thì các bạn có thể nhìn thấy rõ hơn cái hiệu ứng chuyển màu nè. Đầu tiên đó là chuyển cái màu xanh từ xanh đậm nè, xanh đậm mà chuyển xuống trong suốt đó. Cái thứ hai nữa là với những cái icon hình ảnh này thì mình sẽ đưa ra hai cái option cho khách hàng, là cái phần này là nó trong suốt nè, còn cái phần này nó trong suốt. Các bạn có nhìn thấy cái bóng đèn bên trong không? Còn đối với cái bên hiệu ứng bên đây thì nó sẽ là trong mờ đó. Trong mờ thì ánh sáng thì vẫn là dạ sáng ra, nhưng mà mình sẽ không nhìn thấy rõ những cái phần bên trong đó. Mình sẽ quay và các bạn dễ hình dung nè. Rồi còn phía bên này là những cái hiệu ứng giả lập bên đề can kính mờ, các bạn có thể dễ hình dung đó. Thì mình có thể điều chỉnh được luôn cái độ mờ bao nhiêu phần trăm, trong suốt bao nhiêu phần trăm. Đây là cái sản phẩm mà bên mình đang xử lý theo cái yêu cầu của khách hàng. Thì đầu tiên là mình sẽ test trước những cái thông số màu cơ bản đó. Thì đây là bốn cái thông số cơ bản mình test lần đầu. Rồi sau đó mình sẽ cân chỉnh so với cái mẫu thực tế, điều chỉnh cái việc đậm nhạt, cái độ chuyển màu sắc của cái so với cái mẫu.
đây là chất liệu phim trong suốt nha các bạn. Mình sẽ tách thử, đây là một cái nó còn cái lớp đế cho nên các bạn sẽ thấy là nó hơi đục, nó mờ mờ, thì mình sẽ tách thử cái lớp đế ra để các bạn thấy là cái độ trong của phim nó như thế nào nha. Đây đó, đây mình gỡ cái lớp đế ra thì cái phim nó rất là trong. Đây bạn thấy, nhìn thấy cái độ trong xuyên suốt của nó sẽ xuyên qua như, trong như kính trong văn học. Rồi ok nha. Rồi đây là cái bản test lần thứ hai nha các bạn đó, thì về màu sắc và độ chuyển màu nó sẽ đậm hơn và nó đã mịn hơn rồi. Tuy nhiên thì mình cũng cần phải là so sánh với cái mẫu thực tế của khách đó, mình cũng ấm thử lên đây để các bạn dễ hình dung nha. Đó thì công đoạn test màu tới đây thì coi như tương đối ổn rồi, và mình đã chọn được cái thông số màu cuối cùng. Thì sau khi mà test xong thì bên mình đã chọn được cái thông số màu mà nó tương đồng với lại cái mẫu mình của khách hàng yêu cầu. Này thì các bạn có thể nhìn thấy cái độ mịn của màu sắc nè đó. Rồi và bên mình đã phủ thêm một cái lớp màng bảo vệ bên ngoài, và lớp màng này rất là dày nha, các bạn có thể coi cái độ dày của nó nè đó. Rất dày thì nó bảo vệ cái lớp phim của mình cũng như là cái lớp mực không có sợ bị trầy xuống trong quá trình mà bên kỹ thuật thi công, thì sẽ dùng những cái gạt này để mà mình dán cái phim kính, sẽ gạt như vậy thì sẽ không sợ, không ảnh hưởng tới bề mặt cũng như là cái phần mực in đó, các bạn yên tâm nhé. Rồi và bây giờ thì mình sẽ dán cái tấm mẫu này lên trên kính thực tế để các bạn dễ hình dung về cái độ trong suốt của phim, về cái độ chuyển màu mịn của phim Rayan này, và cũng như là cái lớp bảo vệ bề mặt bên ngoài, nó bảo vệ phim cũng như là bảo vệ cái bề mặt của mực in trong quá trình mà thi công in kính. Đây mình sẽ tách lớp đế ra nha. Đó, thì đây là lớp phim nè, phim trong suốt. Rồi mình sẽ ốm thử lên trên kính nha. Đây mình sẽ dùng gạt dán kính nha các bạn, mình sẽ dán kính như thế này đó. Rồi đó, mình sẽ gạt hình xương cá. Đó, thì các bạn có thể thấy là cái độ trong của phim nè, độ chuyển màu nè, độ chuyển màu mịn nè, từ màu đậm nè sang màu lợt nè. Rồi và trên lớp phim này thì mình còn lớp bảo vệ bề mặt bên ngoài nữa nha các bạn. Khi mà dán xong á là các bạn sẽ gỡ cái lớp màng bảo vệ này ra nữa nè. Đây nè đó. Đó thì đây mới là cái lớp phim bảo vệ cuối cùng, cái lớp phim sử dụng cuối cùng. À, các bạn có thể nhìn cái độ trong suốt độ mịn của nó nè. Nó thì cái bề mặt này mình cứ vệ sinh thoải mái, lau chùi thoải mái không có vấn đề hết nha các bạn. Đối với mỗi cái yêu cầu của khách hàng thì bên mình luôn tìm ra những cái giải pháp và những cái kỹ thuật cũng như là test ra những cái mẫu in để mà đáp ứng được cái yêu cầu đó. Trong quá trình mà các bạn làm việc thì các bạn có những cái yêu cầu nào mà về in ấn mà các bạn chưa giải quyết được thì các bạn có thể để lại comment bên dưới, thì mình sẽ hỗ trợ trong khả năng của mình sẽ giải đáp cho tất cả các bạn nhé. Xin cảm ơn các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở những video sau.